Xin chào nha. Thì hôm nay mình quay cho cả nhà xem cái cây mai mà mình nuôi 2 năm ha. Đó, là nửa cầm tay ăn lên nè. Vô dây bẻ thân cái dặn ha. Dặn sắn thì sau này nó mập, nó lượn 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 lên đẹp. Đó, và ở trên thì một cốt đàn thông. Đó, có nghĩa là có bẻ thân, có sắp đế mà có một cốt đàn thông ha. Thì mà muốn nuôi cái cây mai tàn, thứ nhất là cô bác anh chị rong lá ở trong ha. Lông cá rong giống vậy cho nó chống lỏng đi. Rồi bấm chặn ở ngoài, phun bông đọt thì đọt bắn ra ha. Nuôi thoải mái luôn. Nuôi thoải mái xong rồi cắt giật lại, cắt rút lại thì lúc đó làm bông chơi Tết. Còn thời điểm này cô bác anh chị là vô kẽm, vô dây, chằng, gịch để tạo một cái phơm tàn đều rồi thả luôn ha, chứ đừng có vô kẽm nhiều. Vô kẽm là kéo qua kéo lại thôi. Hoặc là vô cái cọng dây, gịch qua gịch lại để cho nó cái tàn của nó đều là được rồi. Tại cây mai ở dưới đất các cô bác anh chị là nuôi rất là lẹ ha, thành thử ra là mình dỗ béo cho cây nó lên tàn. Và nhớ là đặt lá trong giống vậy nè ha. Rồi mình bỏ những cái cành nhỏ, cành không cần thiết bỏ ha. Đơn chi để nó giữ nhựa lại, nó nuôi nuôi tàn ta không có, nó chia thức ăn ra những cái tàn nhỏ ha. Mình loại bỏ đi. Là cái cây của mình nó đẹp. Cô bác anh chị sẽ thấy mình cái cây của mình nó lực tàn là vậy. Những cái nhánh nào không cần thiết cắt bỏ hết đi ha. Trừ lại nhánh nhánh bự, nhánh chính. Cái này hôm nay đi không theo cái kéo nên là làm mẫu cho anh em xem ha. Rồi bỏ những cái cành này, cành cành này nó không có bông đâu. Và nó cứ đu đều, nó mất sức cái cây. Lặt lá trong mình giống vậy ha. Là nó thoáng. Nó thoáng là cây ok à. Thoáng như vậy là cây nó đẹp ha. Cả nhà thấy cây nó đẹp không? Và cô bác chặn dây ha. Nè, hồi ăn Tết xong mà bấm chặn nè, rút hình lại nè. Rồi phun bông đọt, đọt bắn ra nè ha. Thành một cây mai tàn ha. Giờ bệnh nuôi sổ. Nuôi sổ chỗ tàn bự lên rồi cắt rút tới đây. Cắt rút tới đây ha. Cắt hết lại luôn, rút nhỏ lại rồi bắt đầu có nuôi sổ nữa, thả ra cho nó bự ra, cắt rút lại. Thì trong vòng 3 năm tới 5 năm là cây của mình nó thành phẩm. Còn anh em muốn nuôi nữa thì nuôi hoài luôn. Thì cây của mình sẽ đẹp ha. Nhìn quá đã không? Nhìn phê. Đơn giản thôi cả nhà ha, là thấy là có một cái cây mai chất lượng. Một bờ nè, chứ không phải cây đâu. Dặn thân không á. Cây này hơi nằm chút. Tại nói chung tháo kẽm ra nó giãn ra nó tùm lum cành á, tùm lum kiểu á. Thấy không? Nuôi mà mình một nhánh mình lấy con nhánh là nó lực ghê chưa? Cắt rút là nó lực ghê hồn. Thôi xin chào ha. Chúc cả nhà vậy ha. Nhánh này là cho qua đây nè, lấy cái nhánh bên đây nè, nhánh chệt nhánh. Dù kẽm bẻ ngang, bạc ngang hết ha. Lấy nhánh đỉnh. Ok, thôi xin chào ha.